Mùa đông cúp điện có 4 ngày mà cứ lôi ra nói hoài, còn miền Trung của mày năm nào cũng lũ lụt, sao không khắc phục triệt để, nhà cửa trôi lênh láng, mày đam hộ tao một cái, nói cho tao phục. Rồi ok, tao nói cho mày phục, mày phải tự xưng mày là DOC nha. Tao nói cho mày phục thì mày phải là xin lỗi dì Nguyễn, hôm nay tao lỡ lú, tao là DOC. Rồi còn nếu mà mày không nói cái câu đó đó thì tao cho mày 3 triệu. À, mùa đông cúp điện 4 ngày. Cái vấn đề mùa đông cúp điện á thì tao nói thiệt với mày á, cái đó mày chửi cha thằng Mỹ luôn. Đạo lý nào cúp điện mùa đông? Mùa đông nó không có quyền cúp điện. Đó, mà cái này cúp điện là do bão, đúng không? Là do thiên tai. Đó, mày lấy cái hình ảnh mùa đông cúp điện để mà đam với cái hình ảnh mà gọi là lũ lụt miền Trung là mày thuộc dạng Satobi rồi. Mình phải lấy cái thiên tai này mình đam với cái thiên tai kia. Rồi ok. Đúng không? Bây giờ mày có phải chấp nhận là do là thiên tai bị cúp điện 4 ngày cứ lôi ra nói hoài đúng không? Lôi ra nói chưa nhiều đâu con, chuẩn bị ngày mai nè, ngày mai là ngày hôm nay ở Việt Nam nè, là ở bên Washington DC nó chuẩn bị nó cúp điện như cúp nước giống như bên Texas luôn rồi. Lúc đó là trong Capitol là cũng chuẩn bị cống luôn rồi, mà nước Mỹ nó không có hề có một cái giải pháp nào cả. Đúng không? Cái vấn đề chính phủ nó không hề có một cái giải pháp nào cả, mà giờ dân á thì nó cuống cuồng đi nó mua đèn cầy. Để làm chi vậy? Về tối về soi cái bugi. Tối về soi cái bugi nha mấy bạn. Mua đèn cầy, mua thức ăn dự trữ, sợ chi sợ chết đói. Và cái vấn đề thứ hai nữa là tao thấy vệ binh quốc gia vẫn còn nằm ngủ ở trong Capitol. Vệ binh quốc gia chưa đi ra ngoài cào tuyết, nối dây điện đồ, xúc đường dây điện đồ, các thứ, xúc ống nước đồ, nói chung là làm gì đó cho dân sinh được. Rồi xong, cái đó tao không bàn tới thiệt hại kinh tế. Tại vì bây giờ á, một cái công ty Samsung của hàng xẻng á, nó đóng cửa mẹ luôn rồi, nó cúp điện nó làm không được. Cái công ty Samsung của hàng xẻng nó đóng cửa rồi bạn, bên Mỹ á, đóng cửa luôn làm được. Mà cái công ty Samsung nó chỉ đại diện cho những cái một công ty thôi, nó còn hàng vạn công ty khác, hàng vạn tiệm nail khác. Nói chung là nền kinh tế mẹ đóng băng như băng ở ngoài đường vậy đó, nền kinh tế bị đóng băng như băng ở ngoài đường luôn, mà chính phủ không hề có một giải pháp. Cái vấn đề đó nên hiểu như thế nào đây? Vệ binh quốc gia vẫn còn đi ngủ trong các Capitol chưa ra. Rồi vậy mày khắc phục triệt để cho bố, mà không phải là mới lần đầu tiên, mẹ hầu như năm nào nó cũng có, mà chỉ năm nay nó hơi lạ lạ và nó nặng nặng hơn chút đỉnh thôi đó. Sao không khắc phục triệt để đi? Mày là số 1, tao là số 100 lần. Mày không có tư cách nói về tao mà tao có tư cách nói về mày, hợp lý không các bạn? Nói về Mỹ đế chỉ số quốc gia, mày là số 1, Việt Nam mày cứ cho là số 100 đi, cứ cho là số 100 cho đại đi đó. Nó tóm lại là tao sẽ theo sau mày xa lắm đó, thì tao phải lên án mày trước, mày không có quyền lên án gì tao, hợp lý chưa? Hợp lý không? Giống như thằng lớp 1 có quyền chê lớp 12 dở, nhưng ngược lại lớp 12 không quyền chê lớp 1 dở, hợp lý không? Tại vì lớp 1, thằng lớp 1 11 năm sau nó lên lớp 12 nó giỏi hơn mày thì sao, đúng không? Nó còn cả một cái chặng đường dài. Rồi tiếp tục tới vấn đề lũ lụt, đúng không? Lũ lụt miền Trung năm nào cũng có. Mày nói nhà trôi lên láng, tao nói thật chứ mày, nhà trôi láng tao cóc không biết nhiêu nhà trôi lên láng. Ok, mà tao chỉ hỏi mày nè, cái nhà đó nhiêu tiền? Ví dụ cái nhà lỡ trôi đi dựng cái nhà mới nhiêu tiền? Còn bão mà nó nhập vô Houston mày một cái đó, nó quét mẹ hết cái thành phố đó, cái thành phố đó xây lại nhiêu tiền? Cái nào mà thiệt hại nặng hơn thì mày phải cấm ẵn, đúng không? Cái nào thiệt hại nhẹ hơn thì đương nhiên là thắng, cái nào thiệt hại nặng hơn đương nhiên là thua. Rồi bây giờ mày chọn là DOG hay mày chọn 3 triệu? Trời, tao nói thiệt cái mày á, ở ngoài miền Trung á, mấy mấy cái nhà máy tôn nhiêu tiền, mấy cái nhà máy tôn nhiêu tiền mấy bạn, mấy cái nhà bên Houston nhiêu tiền đó, mấy cái xe bên Houston bên bên Texas nhiêu tiền, mẹ mà đền cho thấy bà mày luôn chứ mày xạo. Trời trời lạnh mà cúp điện sao sống, rồi ăn gì sống? Ăn giấc mơ Mỹ sống chứ sống gì, đúng không? Sống trong giấc mơ Mỹ và ăn bánh vẽ. Trời đất ơi, hỏi gì cũng hỏi nữa đó Tiêu ơi. Ở Việt Nam dùng bằng giả sao báo cứ nói là dùng bằng không đúng quy định, thì có khác nhau gì đâu, thì quy định là dùng bằng thiệt, giờ mà dùng bằng giả là không đúng quy định chứ có gì đâu. Vậy cũng thắc mắc nữa. À, cúp điện không không mua được đồ ăn gì đó, đúng sao sống đúng không? Thì bây giờ tình hình bên Mỹ nó là như vậy nè bạn. Bạn cứ sống trong giấc mơ Mỹ và ăn bánh vẽ nha. Câu này cho tụi bay giật tích luôn đó. Đó, dân gì? Dân Mỹ ăn bánh vẽ và sống trong giấc mơ Mỹ, là chữ tự hào đó, một kép nữa. Chào Duy Nguyễn nói thêm đồng bào và quân đội nhà nước hỗ trợ cho nó nghe luôn. Nói rồi tao bạn nghe không kịp á. Tôi đó là vệ binh quốc gia nằm ngủ trong Capitol mà. Nói chung là Duy Đam rất là thâm ý, các bạn nghe phải nghe cho nó kịp.
hiểu chưa? Texas năm nay có tuyết rơi dày, nhiệt độ giảm nặng, chính phủ bị sốc, chưa kịp đưa ra giải pháp. Còn miền Trung năm nào cũng có, không có giải pháp khắc phục triệt để mà kêu người dân đi cứu trợ, như vậy đam làm sao gì? Bây giờ tao nói thiệt với mày, có hai vấn đề đam, đơn giản thôi. Nếu mà mày nói Texas năm nay tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm nặng khiến chính phủ bị sốc đúng không? Thì ok, vậy thì tao nói thiệt mày, chính phủ của mày xài bằng giả à? Chính phủ mày đi mua bằng à? Chính phủ mày quy hoạch thành phố, quy hoạch đất nước không có biên độ hả mày? Mày có biết cái gọi là biên độ không? Thí dụ như năm ngoái á, nhiệt độ nó là nhiêu? Năm ngoái nhiệt độ là 0 độ C rồi. Ủa năm ngoái Texas nhiệt độ 0 độ chứ nhiêu tao bển chứ đâu mày? Thì ok, mình phải cộng trừ cho nó 10 lần nữa. Ví dụ như giờ nó giảm xuống lỡ giảm xuống 10 độ nữa thì sao? Đúng không các bạn? Tôi nói cái này chính xác không? Cái chuyện mà Texas nó 0 độ là chuyện bình thường. Cái chuyện âm độ cũng là chuyện bình thường luôn, năm nay nó âm thêm có vài độ thôi. Đúng không? Có tuyết cũng là cái chuyện bình thường, năm nay tuyết nó nhiều hơn chút thôi. Thì khi mà mình xây dựng thành phố, mình quản lý đất nước, đúng không? Thì mình phải có cái biên độ chứ, đó mới là bằng thiệt. Còn mày mua bằng giả à? Mày quy hoạch vậy chết mẹ đất nước luôn. Lỡ có gì đó là tới rú tê liệt chết queo à? Quy hoạch dốt. Nó mà lỡ dốt một cái thì thôi đi. Vô khắc phục hậu quả đi ba. Kêu mấy ông nội đang ngủ á. Bây giờ mấy ông nội đang ngủ ở các video thôi, mày qua bên Hilton Texas cào tuyết đi, ra chụp hình livestream vài cái cho dân nó yên tâm, nó bớt chửi đi ba. Vậy không làm. Đúng không? Chỉ cần có cái là gì? Phát đạn này không dành cho dân. Đúng không? Mà giờ người bao giờ vệ binh quốc gia bớt hình ảnh kiêu hùng của mình đi. Mẹ cầm cái súng vỏ ai vậy? Đúng không? Lúc mà nó úp sọt cái cáp bị đồ đó thì đi ngủ ở đâu đó không biết. Tới hồi nó kéo tới nó xong bà hết trơn rồi. Nó làm được gì? Bây giờ bỏ cái súng đi, bỏ cái áo lính nó ra, sắn cái áo lên đi cào tuyết đầu, chụp hình cho dân nó thấy nó sướng một chút. Đúng không? Nếu mà cho người ta ăn cái bánh vẽ đó thì cũng phải vẽ có chút xíu mật ong nữa. Cái đằng này mà vẽ thô quá, mà vẽ thô bằng Trung Quốc. Bằng Trung Quốc kìa, nó bị lũ lụt ở bên sông Trường Giang kìa. Đúng không? Sắn tay áo mặc áo phao vô, lội nước bị bà bị bõm đồ, chụp hình đẹp luôn. Ít ra có một tấm hình còn nói chuyện được. Còn đằng này mày tệ lậu quá, mày đã làm sai mày còn biết khắc phục hậu quả. Đúng không? Mày đi so với Việt Nam. Ôi mày qua bên nhìn Việt Nam kìa. Việt Nam nó bị lũ lụt rồi, xong rồi Thủy Tiên đi cứu trợ kìa. Tao hài vãi. Giờ má Mỹ đi qua nhìn so Việt Nam kìa. Má Mỹ mình bị vậy sao? Thằng Việt Nam năm nào nó cũng bị hết á. Nhưng mà quên rằng mày vừa bị bão tuyết, mày còn vừa bị lũ lụt nữa, mày còn vừa bị động đất nữa, mày ăn quá cha người ta. Đúng không? Ở dân miền Trung thì nhiều khi lâu lâu nó bị lũ, chẳng qua tắm mát vài bữa thôi. Mày thấy có bị ảnh hưởng nhân mạng, nhân miết gì nhiều đâu. Nó quốc thái dân an, bình thường, sinh sống vô tư. Chưa thấy nào rên. Chẳng qua ở miền Trung này mình thấy là cái mũi dùi nó hay chụp vô những cái nhà nằm ở trên núi á. Nó những cái nhà mà nó bị chia cắt với miền xuôi, xong rồi trên đó rồi này nọ, rồi đổ người đổ bộ đội đồ vô cứu người ta này nọ, đưa lương thực đồ, cứ mấy thằng dưới phố nào rên không, đúng không? Mấy cái thỏi thiệt bạn miền Trung có thằng nào dưới phố rên không? Bà Đà Nẵng nó ngập nè, rồi Tam Kỳ Quảng Nam mà hỏi vô thành phố Tam Kỳ có thằng nào rên không? Mấy sống bình thường tắm mát vài bữa thôi. Má, còn ở bên Mỹ kìa, nó bị còn ghê hơn. Mà nói chung mình không có so sánh hai mức độ thiên tai. Đúng rồi, thiên tai là kể như thôi là kể như xui đi. Nhưng mà giờ á, cái gì cũng quy ra tiền. Mấy cái nhà máy to nó miền Trung nhiều tiền. Thậm chí nó thiệt bạn phải xui chứ. Mà lỡ mà cái máy to mà tóc máy ra, nó trôi thằng kia lụm gắn lại. Không tốn tiền. Còn bên Mỹ kìa, nó hư biết bao nhiêu con đường. Nó hư biết bao nhiêu nhà, nó chết bao nhiêu cái xe. Tiền ở đâu ra? Tự nhiên tụi bay cầm giống như tụi bay cầm tiền tụi bay đốt vậy đó. Mà đi so sánh đồng Lào. Thua toàn diện. Đúng không? Thua cả về thiệt hại, thua cả về quy mô, thua cả về tần suất, mà thua cả về cái cách mà gọi là khắc phục hậu quả đồng lòng với người dân. Đúng không? Chính quyền đó không dành cho dân, chính quyền đó tao không bầu ra, tao bầu ra sao nó không lo cho tao. Tiếp tục nha con, tiếp tục ăn bánh vẽ với mật ong và sống trong giấc mơ Mỹ. Người ta chưa lôi cái vụ cha nội kia ra bót bài nữa. Có con cha có chức có quyền bót cái bài cũng sốc gai lắm. Cái bài đó thôi để cho dân Mỹ đọc. Nghe cái bài đó để cho dân Mỹ đọc bạn. Còn bạn nào muốn đọc cái bản tiếng Việt á, bạn vô cái trang com tác chiến điện tử á, nó dịch rồi hôm qua. Nghe trang com tác chiến điện tử có dịch rồi hôm qua.
bài đó của nguyên thủ á, giỡn trong mấy bốt bài đó xóa rồi, nhưng mà bị caption là bị capture màn hình lại, và là bạn để bạn coi bữa nay dự báo thời tiết là tuyết nó chuẩn bị nó phủ Washington DC rồi. Cái chỗ ông Biden đang ở, ông cụ Biden này bảy mấy 80 tuổi rồi nè, đã từ bao giờ Việt Nam sánh ngang hàng với Mỹ vậy anh em? Phản động nó tự đưa Việt Nam sánh ngang hàng với Mỹ luôn bạn ơi. Tôi đâu có nói gì đâu. Em thắc mắc mất điện mất nước như vậy, chẳng may một nhà bị cháy thì làm thế nào? Đang lạnh te buji sao cháy? Cái khả năng cháy là khả năng không có. Nhưng mà giờ thí dụ như bị lạnh á, chết chịu, xe cấp cứu nó chạy không được. Trực thăng nó bị đông đá luôn rồi. Bây giờ trực thăng nó bay lên cái quạt nó đông đá mà. Nên giờ nào chết nó chịu thôi chứ, thật sự. Ông mới sống trong đất nước thì thấy tao bất hạnh quá. Tao thấy tao bất hạnh lắm mày. Tao nói thiệt, ví dụ như sống đời mẹ rồi mình xin lỗi bạn chứ. Thiên tai bão lũ ai biết được đúng không? Sống mai chết mai, nhưng mà chết có chính phủ chết chung cũng vui. Còn này mình chết chết mình. Ông ấy giờ cha con ngồi họp gói cứu trợ 4.000 tỷ, xong rồi sụt xuống 1.900 tỷ, rồi sụt xuống cầu đường, rồi chừng nào mở cửa trường học đâu. Không biết còn mạng đi học không nữa. Cây nhất, ví dụ ở Việt Nam bão lũ thấy có mấy bộ đội bơi bơi vô cậy, ồ thấy vậy được rồi. Bơi bơi vô đây có gì, mình sống cùng sống chết cùng chết. Nó vẫn an lòng mấy bạn. À gì mày khóc mướn cho dân Mỹ hả? Không, tao đâu khóc mướn cho dân Mỹ, tao không khóc mướn cho dân Mỹ, tao thấy tội dân Mỹ thôi. Ông ấy dân Mỹ tao thấy tội nghiệp là gì? Lại ăn cái bánh vẽ chứa mật ong của rừng Amazon. À. Rồi xong rồi sống trong giấc mơ Mỹ. Mà bây giờ mấy nhỏ neo nó nghỉ 4-5 ngày rồi, tao không biết tiền đâu trả bill đây nữa. Ngày nạn bồ anh cũng gọi điện thoại than hết trời đất ơi, tiệm em đóng cửa nữa là anh ơi, làm không được anh ơi, thợ em nó than quá trời luôn. Mà bà chủ bà không bớt tiền nhà anh ơi. Không có nỗi đau đâu bằng nỗi đau này. Chẳng qua mấy thằng ở Việt Nam đang ẵn thôi, chứ mày ở bên Mỹ đi con. Mày lâm vô hoàn cảnh đó coi, mày chửi cha mắng mẹ không, mày đặt xạo xạo. Ông ở Việt Nam mà nổ dùm cho bên Mỹ, mày đặt mày vô hoàn cảnh đó đi. Tự nhiên hôm nay nghỉ 5 ngày rồi đó, tiền đâu ăn mày. Ủa, mày dám nghỉ 5 ngày không? Mới có mấy ngày Duy đã sồn. Còn ở miền Tây hạn mặn, dân không làm ăn được, bỏ xứ lên Sài Gòn làm. Ủa mày làm ở miền Tây không được, làm ở Sài Gòn có gì khác không? Đúng không? Cái đó là cái mà nó gọi là cái miền Tây nó không phát triển được. Chứ còn cái người dân đó, người ta không làm chỗ này, người ta làm chỗ khác. Cái thằng lý luận mà ngáo. Gạo bây giờ còn phải nhập Ấn Độ, sao không Duy nói vậy? Ủa tao đâu có thèm nói với mấy con DOC mà nó sợ tu bi. Bây giờ hàng hóa nó lưu thông không phải là thiếu hàng mà là nhập cho nó đa dạng, hiểu không? Xin lỗi mày phò cũng phò nhiều nước. Đúng là cái thằng DOC mà nó quá trời sợ tu bi luôn đó bạn. Nói khí khô gì? Tao thích ăn gạo Nhật đó, tao nhập gạo Nhật cho tao bán được không? Không nghe đồ điên. Bây giờ gạo Việt Nam ăn lâu quá, xin lỗi bạn hơi bị chán. Bây giờ thôi mua 2-3 ký gạo Nhật về mình gói sushi mình ăn cho nó ngầu được không? Ô, Việt Nam giải phóng rồi, phải Việt Nam đu càng đâu mà đói ăn mày. Chịu không chịu thôi à.